Chào các bác đã quay lại trở lại kênh của Shop Phạm Huấn. Shop Phạm Huấn chuyên cung cấp đồ Nhật bãi, đồ thanh lý siêu thị từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Hôm nay mùng 2 tháng 9 thì em tất cả các mặt hàng em lên trong video hôm nay thì em sẽ bao ship toàn bộ nha các bác ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Các bác xem video thì nhớ để lại cho em một nút like, một nút đăng ký kênh ủng hộ kênh của em. Thì đây vẫn là số hotline liên hệ trực tiếp đến shop em. Các bác cần mua hàng hoặc cần tư vấn thì gọi điện trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ tư vấn 24/7 cho các bác. Sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bác đó là con bộ tô vít đa năng V63 của hãng Toyama của Nhật Bản đấy các bác ơi. Đây. Đây, cái nhãn của Nhật Bản đây, cực kỳ chất đây các bác ơi. Đây con này thì cực kỳ nhỏ gọn thôi. Siêu nhỏ gọn chưa đến 20 phân. Đây, đựng trong hộp này cực kỳ tiện lợi luôn. Đây, nút mở cực kỳ thông minh các bác ơi. Ấn vào là mở ra thôi. Cực kỳ chất. Đây, em sẽ giới thiệu sâu vào sản phẩm này cho các bác nha. Đây, thân máy chính của nó đây của nó là con tô vít chính của nó đây. Rồi, mình sẽ giới thiệu con này trước. Con này thì được làm bằng hợp kim nhôm nha, cực kỳ bền chắc nha các bác ơi, cực kỳ bền chắc. Cực kỳ bền chắc luôn các bác ơi, chống rỉ. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi, chống rỉ luôn các bác ơi. Rồi, made in Japan đây. Có tay xoáy nhanh các bác ơi. Rồi, tay xoáy nhanh. Cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Xoáy nhanh không cần nhấc đầu tô vít lên vẫn xoáy được nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Đây, thân trong con này thì trong cái đầu cắm con này thì tích hợp sẵn nam châm nên các bác yên tâm khi sử dụng thì nó tự hít nha các bác, chỉ cần bỏ là nó hít này, đó rất mượt vẩy không ra nha các bác ơi, cực hút cực kỳ bền luôn các bác, cực kỳ chắc luôn, đây. Cực kỳ xịn sò luôn các bác, đầu xoáy nhanh đây, cực kỳ xịn luôn, cực kỳ xịn luôn. Đây em sẽ giới thiệu sâu hơn cho các bác nhé. Đây con này thì gồm có hai mặt, đây có hai mặt và chứa tất cả là 63 chi tiết đầu, cực kỳ chất luôn các bác. Đây này là đầu khẩu siêu nhỏ này, đầu khẩu siêu nhỏ này, đầu khẩu này có kích thước khoảng này G4,5 4,5 này 3,8 đầu 2 đầu 2,5 và đầu 3 đầu 4 nữa, cực kỳ xịn sò các bác ơi, cực kỳ xịn sò, siêu nhiều chức năng nha các bác, hai cạnh ba cạnh bốn cạnh hoa khế lục giác đều có hết nha các bác ơi. 63 chi tiết gộp vào trong một sản phẩm này đây. Cực kỳ xịn sò luôn. Hôm nay mùng 2 tháng 9 thì em sale với giá là chỉ có 420.000. 240.000 chứ bác, 240.000. 240.000 bao ship toàn quốc. Với mã sản phẩm của bên em là bộ V63. Các bác lên cho mã sản phẩm là bộ V63, 240.000 bao ship toàn quốc. Duy nhất trong ngày hôm nay thôi, 240.000 bao ship toàn quốc. Các bác lên cho mã sản phẩm là bộ tô vít V63 chi tiết 240.000 bao ship toàn quốc, 63 trong 1 đây. Cực kỳ xịn sò luôn, 63 in 1 cực kỳ xịn, 240.000 bao ship, mã sản phẩm là bộ vít V63. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp, em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Sao em đi spa, tối em đi club, chiều làm được ca, để đêm em làm shop, trang sức lấp lánh như đèn pha. Em làm anh xuất sắc như bên thể Delta. Các bác nghe có sướng không ạ? Đây, con này bên em có mã sản phẩm là loa gỗ dài các bác ơi. Đây, con này cực kỳ đầm luôn nha, nghe cực kỳ sướng tai luôn các bác ơi. Rồi, em giới thiệu cho các bác đây chân củ sạc này, chân sạc nó này. Đây đầu USB, đầu USB để cắm USB đầu lọc thẻ nhớ. Còn đây là kiểu như trực tiếp của nó đây, cực kỳ xịn luôn. Đây có cả jack 3.5 cho các bác kết nối nha, cực kỳ chất luôn. Con này có thể để điện thoại đây, để điện thoại ở đây luôn, cực kỳ xịn sò luôn, cực kỳ đa năng luôn các bác ơi. Đây âm thanh cực kỳ trong trẻo luôn, bass cực căng luôn. Rồi, mã sản phẩm của bên em là con này là loa gỗ dài nha các bác ơi. Loa gỗ dài cực kỳ chất luôn các bác ơi. Rồi, loa được làm bằng gỗ thật nha các bác ơi. Rồi, cực kỳ chất luôn. Đây, nhìn cực kỳ phê luôn. Bên em bán cái này với giá là 350.000 bao ship. Mọi mã sản phẩm loa gỗ dài, bát cực kỳ căng luôn các bác ơi. Nghe cực kỳ sướng tai luôn. 350.000 bao ship, mã sản phẩm là loa gỗ dài nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, vuông thành sắc cạnh cực kỳ đẹp luôn. 350.000 bao ship, mã sản phẩm là loa gỗ dài nha các bác ơi. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác trong ngày hôm nay là con dao mã sản phẩm là C6 nha. Con này thì thương hiệu Asahi của Nhật đây.
các bác cứ quan sát đây, Asahi của Nhật nha, hàng chính hãng Nhật nha. Còn là hàng bãi chuẩn luôn các bác ơi. Đây, hàng mới đến 90% nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Đây. Con này em cân thử cho các bác luôn nha. Cân thử con này thì cân nặng trung bình của nó khoảng 1 cân nha các bác. Đây, em đang sử dụng con cân cân tiểu ly nhà em đây để thể hiện độ chính xác của con dao. Đây. Các bác quan sát đây. 9 lạng tư ạ, 948 g. Gần 9 lạng rưỡi rồi. Gần 9 lạng rưỡi nha các bác. Con này con dao này bên em bán dao động từ 9 lạng đến 1 cân nha các bác ơi. Con này bên em bán con cân nặng dao động từ 9 lạng đến 1 cân. Chung thường thường thì nó là 9 lạng rưỡi. Cực kỳ chất luôn, con này dao chặt nha các bác ơi. Dao chặt cực kỳ bóng nha, hàng mới đến 99% luôn. Hàng thanh lý mà. Mới đến 99% luôn, em mới về được một lô. Các bác lên cho em mã sản phẩm là dao C6 nha các bác ơi. Dao C6 bên em bán giá là 320.000. 320.000. Duy nhất trong ngày hôm nay là bao ship luôn các bác ơi. Duy nhất trong ngày hôm nay bao ship. Mã sản phẩm là dao C6 nha các bác. Dao chặt C6 320.000, bao ship toàn quốc. Các bác lên trên mã sản phẩm là dao chặt C6 320.000, bao ship toàn quốc nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Hàng bãi Nhật 99%, mới 99% luôn các bác ơi. Dao còn bóng loáng đây này. Mới sử dụng có 1-2 lần thôi. Đây là hàng thanh lý nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Hàng Nhật nên các bác cứ yên tâm đảm bảo về chất lượng. Đây, lưỡi dao cực kỳ dày luôn. Khuôn đúc một này, thép đúc nguyên khối cực kỳ chất luôn. 320.000. Mã sản phẩm là dao chặt C6 nha các bác ơi, bao ship toàn quốc. Đây, tiếp theo thì em muốn giới thiệu các bác là con cân tiểu ly nha. Con cân tiểu ly của Đức nha, đến từ thương hiệu Đức nha các bác ơi, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây. Cực kỳ chất luôn. Đây, em giới thiệu luôn cho các bác nha. Đây là con này sử dụng pin con thỏ loại nhỏ nha, pin con thỏ loại nhỏ dùng cho điều khiển nhà mình nha, cực kỳ dễ tìm luôn, cực kỳ dễ tìm và dễ dùng luôn. Con này thì cân được tối đa là 10 kg. Đây em test luôn, cân test luôn cho bác nha. Rồi sẽ cân kia kìm kìa kéo gắt tôn này em nha. Đây 5 lạng nha các bác ơi, 5 lạng hơn tí nha, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Cân được những thứ cực kỳ nhỏ luôn, cực kỳ nhỏ em cũng cân được luôn, cực kỳ nhỏ em có thể cân được. Đây, 1 gram cân được luôn, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Bên em bán con này với giá là 250.000. Mã sản phẩm là cân tiểu ly, xuất xứ từ nước Đức nha các bác ơi. Xuất từ Đức nha các bác ơi. Đây, cực kỳ chất luôn, cân tối đa được 10 cân. Đây các bác đừng nhìn vào đây nhá. Đây, cân tối đa được 10 cân thì em đã test rồi. Đây là số liệu mà nhà sản xuất khuyến khích cân thôi, là 3 cân. Còn 10 cân mới là cân số thực tế của nó nha các bác. 10 cân mới là cân tối đa của nó nha các bác. Cực kỳ xịn luôn. Rồi. Con này thì cân tối đa được 10 cân nha các bác. 10 cân, tối đa được 10 cân. Các bác lên trên mã sản phẩm là cân Đức nha. Cân Đức, cân tối đa được 10 cân. Và cân bằng gram. Số liệu đo bằng gram nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. 1 gram cũng cân được. Cực kỳ xịn sò, vô cùng chính xác luôn. Bên em bán với giá là 250.000. Bao ship toàn quốc 250.000. Mấy mã sản phẩm là cân Đức, bao ship toàn quốc nha bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Bao ship toàn quốc 250.000. Cân tiểu ly nha bác ơi, xuất xứ nước Đức đây. Các bác có thể quan sát đây, logo Made in Germany đây. Cực kỳ xịn sò đây. 250.000 bao ship. Mã sản phẩm là cân Đức nha các bác ơi. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác trong ngày hôm nay đó là con đèn mã sản phẩm là D5 của bên em nha các bác. Đây em sẽ test ánh sáng của nó cho các bác nha. Đây. Cực kỳ xịn sò các bác, siêu sáng luôn. 3 chế độ nha, sáng, sáng vừa và nháy các bác. Cực kỳ xịn sò luôn. Pin cực kỳ trâu luôn các bác, pin sử dụng 5 đến 6 tiếng liên tục thoải mái luôn. Cực kỳ xịn luôn các bác. Đây. Con này thì đến từ thương hiệu Yakushima của Nhật Bản nha các bác. Rồi, made in Japan đây. 8000 mAh nha, pin của nó soi xa từ 5800 đến 1000m đây. Các bác có thể quan sát số liệu của nó đây. Cực kỳ xịn sò, số liệu được in trực tiếp lên thân máy nên các bác khỏi lo về độ ảo của số liệu nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò. Đây nhà máy in nhá, nhà máy nó in vào thân máy như thế này thì các bác chắc chắn là nó là đúng số liệu đúng nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Nên em bán này với giá là 350.000. Pin thì các bác có thể tháo sử dụng pin 18650, nhà em cũng đang bán đấy các bác ơi. Nhà em đang bán lại pin này, cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, 4 viên pin này đây, 20.000 mAh, 2.000 mAh một viên, tức là 8. Đây, dung lượng pin là 8.000.
rất chuẩn nha, thông số cực kỳ chuẩn luôn các bác ơi. Rồi nhà em còn tặng kèm thêm dây sạc, rồi, tặng kèm thêm dây sạc cho các bác về sử dụng nữa. Rồi cậy này ra, dây sạc ở trong đây cực kỳ dễ dùng luôn các bác ơi, chỉ cần cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thôi là có thể sạc cho đèn pin rồi, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Nên em bán cái này với giá là 350.000, 350.000 bao ship luôn, 350.000 bao ship. Mã sản phẩm là đèn D5 nhé các bác ơi, đèn siêu sáng nha, soi xa từ 800 đến 1.000 mét, cực kỳ xa luôn các bác ơi, cực kỳ xa luôn, nháy cực kỳ chói luôn này. Rồi, các bác quan sát này, nháy cực kỳ chói luôn. Bên em bán với giá là 350.000 bao ship toàn quốc nha các bác ơi. Các bác lên trên mã sản phẩm là đèn D5, 350.000 bao ship nha các bác ơi, đèn D5. Rồi, các bác quan sát pha của nó đây, cực kỳ sáng luôn, cực kỳ sáng luôn các bác ơi, 350.000 bao ship đèn D5. Một sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác đó là con khóa chữ U nha, khóa chữ U của Nhật Bản nha các bác ơi, hàng Nhật nha các bác. Con này sử dụng mật mã để mở khóa nha các bác. Đây mở mật mã mặc định của nó là 4 con số 0. Rồi, các bác cứ xoáy đúng mật mã của nó vào hai cái đường kẻ này là ok. Rồi, sử dụng vô cùng đơn giản thôi. Đây chỉ cần khóa vào. Đây, chúng ta đang điền đúng mật mã, khóa vào thôi. Xoay đi, xoay đi. Rồi, mật mã không còn chính xác nữa đúng không? Rồi, mật mã không còn chính xác nữa. Em xoáy ngẫu nhiên một cái thì nó sẽ không thể nào mở khóa nha các bác ơi. Đây, thép thì thép chống cắt rồi, chống cắt siêu bền rồi. Mật mã bên trong được tất cả được kết cấu bằng sắt nha các bác, nên chống hiện tượng phá. Đây, cái này không có chìa khóa nên là cũng không thể nào hack được chìa khóa các bác luôn, cực kỳ chất luôn. Đây, con này sử dụng mật mã đảm bảo độ bảo mật cao, độ an toàn cực kỳ, nói chung là tuyệt đối luôn các bác ơi, cực kỳ chất luôn. Rồi, mật khẩu mặc định của nó là 4 con số 0, sử dụng vô cùng đơn giản thôi, cứ đúng mật mã là mở khóa. Rồi, đúng mật mã các bác ấn nút màu đỏ này là có thể là tự động mở khóa nha, cực kỳ dễ dàng luôn. Rồi, sai mật khẩu thì không thể mở khóa được nha các bác ơi, cực kỳ chất luôn. Bên em bán này với giá là 120.000 bao ship toàn quốc, có thể đổi được mật khẩu nha các bác nào chưa biết đổi mật khẩu thì có liên hệ, có thể mua về có thể liên hệ trực tiếp bên em sẽ hướng dẫn các bác cách đổi mật khẩu nha các bác, cực kỳ xịn sò. Rồi, con này bên em bán giá là hàng 120.000, khóa U nha bác ơi, khóa U xuất xứ từ Nhật nha các bác ơi, khóa U mật mã, sử dụng mật mã nha, cực kỳ chất luôn, 120.000 bao ship, mã sản phẩm là khóa U nha các bác ơi. Tiếp theo trên màn hình của bác đang hiển thị đó là có bộ dao 6 món nhà bên em, con này xuất xứ từ Nhật nha các bác ơi. Đây, em sẽ giới thiệu từng con một cho các bác nhé. Rồi, hàng Nhật Bản nha, Asahi của Nhật Bản nha, cực kỳ chất nha các bác ơi. Rồi, bóng loáng này, làm bằng inox siêu bền nha, em thú thực luôn là hàng inox siêu xịn của Nhật nha các bác ơi, hàng Nhật nên các bác cứ yên tâm, đảm bảo chất lượng. Rồi, con này hàng mới nha, hàng mới nên các bác cứ mua về là dùng thôi, cực kỳ chất luôn. Rồi, bóng loáng này, toàn bộ thân của nó được làm phủ lớp inox nha các bác, chuôi cầm cũng làm bằng inox, rất vệ sinh luôn các bác ơi, rất vệ sinh luôn, cực kỳ chất. Hàng con nào cũng được đóng tem Made in Japan nên các bác cứ yên tâm, không tránh trường hợp sử dụng hàng nhái khi mua nhầm hàng, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Bên em đây, bán bộ dao 6 món nha các bác ơi. Đây, 6 món gồm một dao to này, chuyên Thái nha các bác ơi, bộ dao này chuyên Thái nha. Đây, dao nhỏ này, dao vừa này, thép siêu bền nha các bác, inox siêu xịn nha. Rồi, cực kỳ chất nha, rất bóng nha. Con này con dao nhỏ nha, cực kỳ đẹp luôn, thái rau củ quả chấm hết luôn, cực kỳ đẹp luôn. Con nào cũng được in tem nha các bác yên tâm. Đây, tiếp theo là một con kéo này thì cực kỳ xịn nha các bác. Đây, cắt cực kỳ ngọt luôn, đều được in tem nha các bác, cực kỳ xịn sò, đều được in tem của Nhật nha. Đây, còn đây một sản phẩm nữa là một con liếc mài dao này thì thuộc loại nhỏ thôi nên cũng đi theo bộ nên là cũng không được ngon như những con bán lẻ ngoài thị trường, nhưng con này dùng cũng ok hết rồi. Đây là khay đựng dao của nó, khi lắp vào thì sẽ vô cùng xịn nha các bác ơi, vô cùng đẹp luôn, vô cùng xịn sò luôn, khi lắp vào sẽ nhìn rất sang luôn các bác ơi, lắp vào cực kỳ sang luôn. Cực kỳ xịn sò khi lắp vào. Đây, khi lắp ráp vào thì nó sẽ là như này.
cực kỳ đẹp nha các bác ơi. Đây, bộ dao xăm món bên em bán bộ này với giá là 270.000, bao ship nha các bác ơi. 270.000 bộ dao 6 món gồm 3 con dao thái và một cái liếc mài dao cộng một cái kéo, cực kỳ xịn sò, đựng trong khay này vô cùng đẹp nhé. 270.000 bao ship. Các bác liên cho mã sản phẩm là bộ dao 6 món hoặc bộ dao chuyên thái, 270.000 bao ship. Một sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu các bác trong ngày hôm nay đó là con điện thoại Nokia. Điện thoại Nokia nha các bác ơi. Đây, điện thoại Nokia, huyền thoại Nokia, huyền thoại nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, hàng này hàng Nhật nha các bác ơi. Hàng Nhật nhưng mà được ủy quyền cho công ty Trung Quốc ở cơ sở Trung Quốc sản xuất nha. Trung Quốc thì là một cái vựa để sản xuất điện thoại trên thế giới rồi. iPhone, Samsung, Oppo đều sản xuất ở Trung Quốc nhưng công nghệ đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Đây, em cũng nói thẳng luôn là công nghệ của Nhật Bản nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc nha các bác ơi. Được xưởng tại Trung Quốc nha, xuất xưởng Trung Quốc. Em nhập về một lô điện thoại Nokia này thì đây, thì các bác mua hàng thì sẽ được đủ combo nha các bác, pin, điện thoại và cả củ sạc, cực kỳ xịn sò. Các bác về các bác chỉ cần lắp pin vào là sử dụng thôi. Đây, bật nguồn lên là sử dụng thôi, cực kỳ dễ dùng luôn, cực kỳ dễ dùng luôn. Đây, bật lên cái được luôn này. Đây, các bác về các bác chỉ cần lắp sim vào là sử dụng thôi, lắp sim vào sử dụng thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp sim vào là sử dụng. Đây, con dây sạc nó đây, các bác về các bác cắm sạc vào cho em, pin hết thì các bác cắm sạc vào cho em. Pin cực kỳ mới, pin mới nha các bác ơi. Hàng này là hàng của Nhật nha các bác ơi, hàng của Nhật. Bên em bán con này với giá là 270.000 bao ship. Mã sản phẩm là cái điện thoại Nokia nha các bác ơi. Đây, khi đủ combo thì nó sẽ gồm một điện thoại, một pin và một củ sạc nha các bác ơi. Một củ sạc cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, đủ bộ, các bác về chỉ cần lắp sim vào là sử dụng thôi. Pin cực kỳ trâu, dùng chục ngày không hết pin luôn, cực kỳ xịn luôn. Pin pin tiêu chuẩn của Nokia đây, huyền thoại đây, 1020 mAh, cực kỳ xịn sò. Bên em bán với giá là 270.000 bao ship toàn quốc. Các bác lên cho mã sản phẩm là điện thoại Nokia, 270.000 bao ship toàn quốc nha các bác ơi. Tiếp theo thì muốn giới thiệu các bác là con đầu khò ga đánh lửa tự động như các bác, đến từ thương hiệu Kabushi của Nhật Bản. Đây, em đã giới thiệu từ đầu khò cho các bác nha. Đây, đầu khò được làm bằng đồng nha các bác, đồng nguyên chất, đồng pha thép nên là các bác cứ yên tâm, đảm bảo về chất lượng khi sử dụng nó tránh bị tan chảy nhé, chống tan chảy nha các bác. Đây, đánh lửa tự động. Đây, các bác có nhìn thấy tia lửa cơ. Em quay chậm lại. Đó, cực kỳ xịn sò nữa các bác, tia lửa cực kỳ mạnh, đánh một phát ăn ngay, chắc chắn một phát ăn ngay, cực kỳ khỏe luôn các bác. Đánh lửa tự động, nhìn mẫu mã cực kỳ đẹp nha các bác, mẫu mã cực kỳ đẹp, thương hiệu Kabushi của Nhật Bản. Đây, có cái nút điều chỉnh lượng ga ra vào, cực kỳ xịn sò. Con này lắp bình ga mini là sử dụng nha các bác ơi. Con này lắp bình ga mini trong gia đình nha, cực kỳ xịn sò. Các bác nào làm cơ khí hoặc gia đình cần sử dụng đến khò ga, khò lửa thì sở hữu em này là quá ngon rồi. Bên em bán con này với giá là 170.000 bao ship luôn các bác ơi. 170.000 bao ship toàn quốc luôn, cực kỳ xịn sò, đánh lửa tự động, đầu khò được làm bằng đồng nguyên chất, đồng pha thép nên tránh bị tan chảy khi sử dụng, cực kỳ xịn sò các bác ơi. Mặt ngoài được làm bằng thép nhá. Đây, cực kỳ xịn. Thân được làm bằng nhựa ABS siêu bền nên các bác cứ yên tâm, chống va đập luôn, cực kỳ xịn sò các bác. Bên em bán này với giá là 170.000 bao ship. Mã sản phẩm là khò ga to nha các bác ơi. Mã sản phẩm là khò ga to, có núm điều chỉnh lượng ga, đánh lửa tự động, cực kỳ xịn sò. 170.000 bao ship. Các bác lên trên mã sản phẩm là khò đại nha, khò to, khò đại, 170.000 bao ship. Sản phẩm tiếp theo trong ngày nay em muốn giới thiệu các bác trong video mùng 2 tháng 9 siêu sale nhân ngày quốc khánh thì bên em lên cho các bác nhiều sản phẩm hấp dẫn, nhiều sản phẩm bao ship. Thì em xin giới thiệu cho các bác là con dao siêu tầm với mã sản phẩm là SA78 các bác ơi. SA78 cực kỳ xịn sò luôn. Đây, đến từ thương hiệu Columbia của Mỹ nha, cực kỳ xịn luôn. Đây, em sẽ soi tổng thể các bác, bóng loáng đây. Đây, cực kỳ bóng luôn các bác. Đây, dao mới được bọc lưỡi lại để tránh nguy hiểm. Đây, em test cắt giấy cho các bác nha. Đó, giấy gấp đôi nha các bác. Đây, giấy gấp đôi nha. Rồi, thì nó là siêu sắc luôn các bác ơi,
siêu sắc luôn, chứ sắc bình thường thì không không nói lên hết được. Rồi, siêu sắc luôn. Để dao xuống nào. Đây. Em tăng độ khó thì em sẽ em gãi giấy và dao luôn chứ không phải lấy dao cắt giấy nữa. Rồi. Vẫn đứt như bình thường nha các bác ơi, cực kỳ xịn sò. Dao này siêu sắc luôn các bác ơi. Bên em bán này với giá là 420.000đ. Nhân hôm nay mùng 2 tháng 9 siêu sale thì siêu khuyến mãi em sẽ bán với giá chỉ 400.000 thôi. 400.000 lại còn bao ship luôn. 400.000 bao ship toàn quốc. Các bác lên trên mã sản phẩm là dao SA78, dao siêu tầm 400.000 bao ship toàn quốc. Đã giảm giá nha các bác ơi. Đã giảm giá còn 400.000 bao ship toàn quốc. Đây, thì các bác mua hàng các bác được đựng trong cái bao da, bao vải nha, vải dù này này. Cực kỳ an toàn luôn các bác ơi. Bên em bán cái dao SA78 này với giá là 400.000 bao ship luôn các bác ơi. Riêng duy nhất hôm nay thôi các bác ơi. Duy nhất hôm nay 400.000 bao ship toàn quốc. Các bác lên trên mã sản phẩm là dao SA78 thương hiệu Columbia, 400.000 bao ship toàn quốc nha các bác ơi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Phạm Huấn em. Các bác xem video thì nhớ để lại cho một like, một nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em để kênh của em được phát triển hơn, nhiều người biết đến kênh em hơn. Và em sẽ cố gắng mang lại cho các bác nhiều sản phẩm hấp dẫn hơn, nhiều sản phẩm siêu khuyến mãi hơn để gửi tới các bác. Xin chào và hẹn gặp lại trong video ngày mai.